Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 29 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỉnh ủy hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý 1 2022. Lãnh đạo tỉnh giải quyết vướng mắc về cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Ngày hội tư vấn việc làm ở Hội An kết nối với 35 công ty có nhu cầu tuyển hơn 12.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Gò Đình thuộc thôn 1 xã Tiên Cảnh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã về dự và chung vui cùng nhân dân địa phương. Cầu Gò Đình do tổ chức The Vina Capital Foundation viện trợ không hoàn lại với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Tổng chiều dài cầu 13,8 m, chiều rộng là 6,5 m, tải trọng thiết kế cầu là 30 tấn. Cầu Gò Đình phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 30 hộ dân xóm Vườn Đình, thôn 1 xã Tiên Cảnh. Trước đây, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa, nước lũ dâng cao không lưu thông qua lại được. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Vina Capital và mong muốn trong thời gian đến, đơn vị tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh Quảng Nam xây thêm nhiều cây cầu mới, đặc biệt tại khu vực miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, giảm thiểu khó khăn bức thiết trong việc đi lại của các hộ dân, góp phần cùng với huyện Tiên Phước bảo đảm an toàn giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý 1 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường chủ trì hội nghị. Trong quý 1, các cấp ủy đảng chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đạt kết quả khá toàn diện. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã phát hiện và xử lý 15 vụ với hàng chục đối tượng hoạt động tín dụng đen, sử dụng công nghệ cao hoạt động đánh bạc, phát hiện và xử lý hơn 100 vụ phạm pháp hình sự. Quý 1, tòa án các cấp đã giải quyết xét xử trên 1.000 vụ án các loại, tổ chức tiếp gần 3.000 lượt công dân, tiếp nhận hơn 2.000 đơn thư khiếu nại tố cáo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường, các vụ án vụ việc được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc thanh tra kiểm tra giải quyết đơn thư của công dân được chú trọng, lĩnh vực cải cách tư pháp được quan tâm. Nhìn chung trong quý 1, các cơ quan nội chính hoạt động hiệu quả, làm tốt vai trò tham mưu đề xuất cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã chỉ đạo khối nội chính tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, đồng thời đẩy mạnh cải cách tư pháp. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cơ quan nội chính thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến từ cơ sở để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tiếp tục theo dõi các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Sau 3 năm thực hiện Nghị định 16/2015 của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, song vẫn còn gặp phải một số vướng mắc. Nhằm giải quyết những vướng mắc đó, sáng nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và Trường Cao đẳng Y tế để nghe các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ về cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Tham dự buổi làm việc, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang và Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Thực hiện quyết định số 3247/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ ổn định 2019-2021, giai đoạn năm 2019-2021, trong khi chưa có thông tư hướng dẫn chi tiết cho các lĩnh vực thực hiện Nghị định 16/2015 của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006. Như vậy, đối với ngành y tế, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 tỉnh Quảng Nam là 33 đơn vị. Đến nay, các đơn vị khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đã chủ động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao hiệu quả hơn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm. Kiểm soát quản lý tài chính trong nội bộ chặt chẽ hơn, các nguồn lực được sử dụng có hiệu quả, dịch vụ y tế phát triển và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sự nghiệp. Một số đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập
tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên từ năm 2019 là 4 đơn vị. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nghị quyết 16CP vẫn còn những khó khăn vướng mắc khi thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021. Đó là về thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hiện nay còn nhiều bất cập, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động khám chữa bệnh, như nợ thuốc, vật tư và các đơn vị cung ứng không chịu cung cấp do nợ quá hạn. Về thực hiện dự toán giao thu của các đơn vị trong những năm qua, kể cả khi chưa có đại dịch, không thể thực hiện đạt 100% dự toán giao thu, thường đạt từ 85-90% dự toán giao. Liên quan đến trường cao đẳng y tế, hiện đang gặp phải một số khó khăn là nhiều năm nay không tuyển sinh được học viên. Trong khi đó, bệnh viện đa khoa của trường liên tiếp nhiều năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bệnh viện còn nợ tiền thuốc, vật tư y tế gần 10 tỷ đồng. Riêng nợ người lao động gần 900 triệu đồng từ năm 2016-2021. Sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu ngành y tế xem xét lại các đơn vị tự chủ 100% thực sự đúng với năng lực và tình hình thực tiễn. Qua đó có đề xuất nên tiếp tục thực hiện tiếp hay dừng. Về việc mua sắm thuốc, vật tư y tế tiêu hao, Chủ tịch thống nhất đề xuất của Sở Y tế. Đấu thầu này cho các cái bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh để mà thực hiện. Căn cứ vào đó các cái đơn vị khác là mua. Trong quá trình thực hiện, trong quá trình triển khai trong năm thì nếu mà có thiếu hụt thì các đơn vị có thể đề xuất điều chỉnh hoặc là mua thêm. Cái thứ hai đó là đối với cái việc mà của liên quan đến bảo hiểm. Thì cái này là bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cơ chế này cơ chế bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực ra đó là bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng muốn làm nhanh cho nó trùng với cái niên độ tài chính bên này, nhưng mà vì cái thủ tục nó kéo dài, nó qua đủ thứ đi cho nên nó kéo dài thôi. Chứ bao giờ bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng muốn rút ngắn lại, nhưng mà thực tế nó không được, nó khó. Thì thôi, vấn đề này thì tôi đề nghị là Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban những nội dung kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ với Bảo hiểm xã hội. Vậy phải kiến nghị thôi, để làm sao mục đích ở đây là có hai cái việc. Một là giao cái chỉ tiêu cho nó phù hợp hơn. Đấy. Nó phù hợp với cái thực tiễn ở tại địa phương của các cái đơn vị đó. Nhằm xây dựng và thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm, từng bước huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn và Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với Ban dân tộc tỉnh nhằm đánh giá đề án vị trí việc làm của ban. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ban dân tộc hiện nay gồm 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban, 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ, giảm 1 phòng so với thời điểm năm 2021. Biên chế công chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm giao và thực hiện năm 2022 là 19 biên chế và 3 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, Nghị định số 161 của Chính phủ. Căn cứ đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban dân tộc tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2820 từ năm 2018 đến năm 2021, Ban đã giảm từ 5 phòng còn 3 phòng, giảm 2 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 4 biên chế, tương đương giảm 17,4% so với năm 2015. Đồng thời đã bố trí biên chế và sắp xếp công chức phù hợp với vị trí, năng lực chuyên môn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, chất lượng công việc. Cơ cấu đội ngũ công chức đảm bảo theo tiêu chuẩn, ngạch, bậc, chức danh quy định, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh. Để đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian đến, đặc biệt thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, Ban dân tộc đề xuất tăng thêm 1 biên chế và 1 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, Nghị định số 161 của Chính phủ. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn và Hội đồng thẩm định thống nhất ý kiến bổ sung chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động đối với ban. Đồng thời đề nghị ban cần hoàn thiện danh mục các vị trí việc làm cần thiết, bản mô tả công việc cũng như khung năng lực theo quy định. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các sở ngành liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ thương binh liệt sĩ tồn đọng.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay Sở đã rà soát tiếp nhận 77 hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, trong đó có 27 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ và 50 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh. Kết quả sau khi xác minh và hoàn thiện hồ sơ theo quy trình, đối với 50 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh, có 2 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, còn lại 48 hồ sơ không đủ điều kiện. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã chuyển cho các ngành, các địa phương liên quan hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định. Đối với 27 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, có 12 trường hợp được tặng bằng Tổ quốc ghi công, 6 trường hợp đã trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết, 3 trường hợp không đủ điều kiện giải quyết đã trả về địa phương. 6 trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đã được Sở hướng dẫn địa phương phối hợp với gia đình điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, việc xác nhận hồ sơ cho các đối tượng người có công với cách mạng là trách nhiệm của thế hệ sau, thể hiện sự ghi nhớ công lao thế hệ đi trước. Do đó, chúng ta cần nỗ lực cố gắng hỗ trợ các trường hợp hoàn thiện hồ sơ, sớm được xác nhận chế độ theo quy định. Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ, tham mưu trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sớm xem xét giải quyết cho các trường hợp còn tồn đọng, thực hiện đúng quy trình công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sáng ngày 29 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra và làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định 3440 phê duyệt danh mục gồm 194 thủ tục hành chính trên 14 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa huyện. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý 1/2022 là 857 hồ sơ, trong đó cấp huyện 170 hồ sơ, cấp xã 587 hồ sơ. Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đảm bảo cho hoạt động. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng mạng nội bộ và sử dụng các thiết bị số hóa để số hóa tài liệu, mạng lưới thông tin di động, mạng 3G, 4G đã phủ sóng. Trên địa bàn huyện có 28 trạm BTS phủ sóng 3G, 4G, 10 đài truyền thanh cơ sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao cổng thông tin điện tử của huyện đã thu hút rất nhiều người vào xem. Nhờ vào ứng dụng công nghệ thông tin mà nhiều người biết đến Nam Trà My. Thời gian tới, huyện cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, chú trọng đến xây dựng trung tâm điều hành thông minh IoC của huyện gắn liền với công tác giám sát, tiến hành số hóa dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Hôm nay 29 tháng 3, đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát thực tế tại một số công trình cấp nước sinh hoạt tại các xã Tà Bơ, Trà Vành và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang về công tác đầu tư thu hút đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2016-2021, huyện Nam Giang và các nhà đầu tư đã đầu tư 18 công trình nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng từ các nguồn vốn chương trình 135, chương trình 30A, chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn ngân sách huyện và vốn tài trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới. Huyện Nam Giang cũng đã phân bổ 633 triệu đồng đầu tư công trình nước sinh hoạt phân tán cho các hộ dân. Đến nay, đã có khoảng 80% dân số trên địa bàn huyện có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đa số các chương trình dự án đầu tư nước sinh hoạt phát huy hiệu quả, giúp cho nhiều hộ gia đình có nguồn nước sạch để sử dụng, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cộng đồng. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình nước sinh hoạt trên địa bàn để đánh giá cụ thể từng công trình và có biện pháp xử lý, giải quyết, khắc phục, sửa chữa công trình hư hỏng xuống cấp. Tích cực chỉ đạo công tác quản lý vận hành sau đầu tư, vận động người dân tham gia bảo vệ và sử dụng hiệu quả công trình nước sinh hoạt, đồng thời rà soát quy hoạch định hướng xây dựng mô hình nước sạch phục vụ cho người dân trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong tháng 4, lễ hội Hoa Sưa thành phố Tam Kỳ 2022 dự kiến sẽ diễn ra 3 ngày tại Vườn Cừa, phường Hòa Hương với 24 hoạt động văn hóa hấp dẫn. Đây là sự kiện thường niên của thành phố Tam Kỳ nhằm tiếp tục quảng bá giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ thông qua một số hoạt động thiết thực để kích cầu phát triển du lịch thành phố tại thời điểm mùa hoa sưa thành phố khoe sắc, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố nói chung và làng du lịch sinh thái Hương Trà nói riêng, trở thành một điểm đến trong địa chỉ du lịch của tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ cho biết,
cùng với việc tổ chức các hoạt động Tam Kỳ Mùa Hoa Xưa năm 2022, thành phố Tam Kỳ lồng ghép tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ có nhiều sự kiện như chương trình khai mạc và giao lưu nghệ thuật chào mừng lễ hội Tam Kỳ Mùa Hoa Xưa năm 2022, thả đèn hoa đăng trên sông Tam Kỳ, thi đấu cờ làng, ngày hội áo dài, tổ chức trò chơi hô hát bài chòi, biểu diễn múa lân sư rồng, giải đua thuyền nam nữ truyền thống thành phố Tam Kỳ mở rộng. Ngoài ra, tại lễ hội sẽ diễn ra một số hoạt động điểm trưng bày và không gian check-in đặc sắc cho du khách thưởng lãm. Tại Thư viện Thanh Hóa 131 Nguyễn Trường Tộ, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hội An phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức ngày hội tư vấn việc làm hướng nghiệp và phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2022. 11 doanh nghiệp trực tiếp tham dự ngày hội có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động làm việc tại Thất Cường Công nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải Khu Kinh tế Mở Chu Lai, hàng ngàn lao động trong các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ thương mại, du lịch, dệt may, giày da và hàng trăm lao động đi làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia. Các trường cao đẳng dạy nghề cũng chiêu sinh các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Đây là cơ hội để gặp gỡ giữa nhà tuyển dụng và người lao động để tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp với bản thân mình, với gia đình và với xã hội. Từ đó tạo thu nhập để giảm bớt các khó khăn, các áp lực hiện nay trên mỗi gia đình và toàn xã hội của chúng ta. Trong buổi sáng ngày 28 tháng 3, hàng trăm thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động Hội An đã tiếp cận thông tin về tuyển sinh, đồng thời được hướng dẫn phân tích cung cấp thông tin về thị trường lao động bằng hình thức trực tiếp giữa người lao động với nhà tuyển dụng. Sau khoảng thời gian 2 năm dịch bệnh Covid thì em học du lịch ra thì cũng chưa có việc làm gì hết. Thì hôm nay thì được đăng ký tham gia cái chương trình ngày hội việc làm của thành phố Hội An á, thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy là mình có thêm nhiều cái cơ hội được biết thêm nhiều cái ngành nghề mà các cái công ty tuyển dụng họ đào tạo, họ tuyển. Vì vậy mà em cảm thấy rất là vui và xem đây là một cái cơ hội rất là lớn cho bản thân mình. Hôm nay em tham gia tìm dập việc làm là với mong muốn là tìm được một công việc phù hợp với mình hơn, một cơ hội việc làm tốt hơn. Để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm ngoái, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam đã 11 lần trực tiếp đến các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tại Hội An để giải quyết chế độ thất nghiệp, thực hiện chế độ an sinh xã hội cho hơn 4.000 lao động. Trong phiên giao dịch việc làm lần này, Trung tâm còn kết nối với 35 công ty tuyển dụng lao động với hơn 12.000 vị trí làm việc trong và ngoài nước. Phiên giao dịch việc làm hôm nay, ngoài 11 cái đơn vị trực tiếp, Trung tâm đã mang đến cho phiên dịch hôm nay gồm có một số thông tin 35 doanh nghiệp và tuyển dụng trên 12.000 lao động trong và ngoài nước. Ngày hội tư vấn việc làm hướng nghiệp và phiên giao dịch việc làm tại thành phố Hội An thực sự hiệu quả khi góp phần giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng nguồn lao động sẵn có tại địa phương. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phần còn lại là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.